Nói chung là muối amoni thì dễ, nhưng tuy nhiên với điều kiện là các em phải nắm được là năm chất khí hóa xanh quỷ tím bẩm thường gặp trong những bài toán muối amoni. Thứ nhất là amoniac này, thứ hai là metinamin, thứ ba là dimetinamin, thứ tư là etinamin, và thứ năm là trimetinamin. Và ngoài ra chúng ta phải nắm được bốn dạng muối amoni cơ bản. Đấy, thì từ đó người ta mới ghép cái dạng này với dạng kia, dạng 1, dạng 2, dạng 3, dạng 4 ghép với nhau để tạo ra những dạng muối amoni rất là khó hơn. Đó. Còn nếu chúng ta không nắm được các chất khí hóa xanh quỷ tím ẩm này, rồi chúng ta không nắm được bốn dạng muối amoni cơ bản thì các em hiểu rồi đó, là chúng ta quên muối amoni đi ha, quên muối amoni luôn đi nhé, chúng ta sẽ không sao làm được đâu. Rồi, cảm ơn các em nhé. Xin chào các em lớp 12. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về dạng muối amoni. Thì để tìm hiểu muối amoni như thế nào thì tạm thời là chúng ta sẽ chia làm bốn dạng các em ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với dạng 1. Thì dạng 1 để hiểu cho nó thì chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái ví dụ này. Ví dụ như sau các em nhé. Cho thầy cho một cái ví dụ. Ví dụ 1. Bây giờ thầy lấy axit acetic. Axit acetic này. Rồi. Cho tác dụng với một cái là ammoniac NH3. Theo nguyên tắc phản ứng chúng ta sẽ có là H cộng là axit sẽ cho đi 1,3 giờ, và chúng ta sẽ có được là CH3 này, COO mang một dấu trừ, NH3 mang một dấu cộng thì nó thành biến thành NH4 cộng. Và chúng ta sẽ đọc cái tên của muối này là amoni acetat các em nhé. Rồi, amoni acetat. Thì vấn đề ở đây, nếu như đề bài cho dạng là CH3COONH4 thì không vấn đề gì. Nhưng mà trong đề kiểm tra thì thông thường người ta đề sẽ gộp lại thành công thức phân tử. Đấy, người ta sẽ gộp như thế này. Đó là C2H7O21N. Và khi đó thì học sinh của chúng ta sẽ khi khó khăn để dự đoán cái chất là CH7O2N là chất nào. Bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ tiếp theo. Đó là chúng ta cho một axit là cũng là axit acetic. Em nhé. Chúng ta cho tác dụng amin, ví dụ như là metinamin CH3 này, NH2. Thì vẫn nguyên tắc là axit sẽ cho đi H cộng, để cho H cộng qua cho amin. Như vậy chúng ta sẽ thu được sản phẩm như sau. CH3 COO trừ NH2 nhận được một nitơ hydro nữa thì biến thành NH3 mang dấu cộng. Và chúng ta sẽ ghép gốc CH3 của metinamin vào đây. Chúng ta sẽ đọc metin. Gốc CH3 này là metin. Chúng ta sẽ đọc là metin. Rồi đến nitơ mang dấu cộng là amoni. Và gốc này là acetat. Rồi. Như vậy vấn đề ở đây sẽ không có gì nếu như đề bài cho dạng công thức là CH3COONH3CH3. Tuy nhiên khi ra đề thì người ta lại cho là C3H9O21N, làm cho chúng ta khó xác định được công thức cấu tạo của cái hợp chất hữu cơ này hơn. Một điều tiếp theo thầy muốn nói đó là khi lấy muối amoni này tác dụng ngược lại với 3 giờ là NaOH thì điều gì nó sẽ xảy ra các em nhé. Chúng ta sẽ xét. Ví dụ chúng ta lấy chất là amoni acetat là CH3 này, CONH4 cho cộng với 3 giờ mạnh là natri hydroxit. Như vậy chúng ta sẽ có các sản phẩm như sau. Natri sẽ gắn vào O tạo muối natri acetat. Rồi, cộng với chất chúng ta tạo ra là NH4OH, amoni hydroxit. Tuy nhiên thì hợp chất hữu cơ này sẽ không bền các em, và sẽ biến thành là NH3 tách một nước, NH3 cộng một nước. Đó, không bền, tách thành NH3 và nước các em nhé. Rồi. Như vậy NH3 là khí hóa xanh quỷ tím ẩm. Tương tự như vậy, nếu chúng ta mang cái muối là metin amoni acetat, chúng ta tác dụng với 3 giờ, xem vấn đề gì sẽ xảy ra các em nhé.
Metin ammoni acetate. Rồi, chúng ta cho tác dụng 3 giờ là NaOH. Ta suy mũi tên này. Thì chúng ta sẽ có là natri được gắn vào ô, chúng ta sẽ có muối là natri acetate CH3 này, CONa cộng với OH sẽ được gắn vào nitơ mang dấu cộng, OH trừ sẽ gắn vào nitơ mang dấu cộng. Thì chúng ta sẽ có các sản phẩm đầu tiên sẽ là CH3 này, NH3, OH. Tuy nhiên, thì hợp chất này cũng sẽ không bền, tách ra một nước em nhé. Chúng ta sẽ có được là CH3 này, NH2 cộng với nước. Rồi, như vậy CH3 NH2 là metilamin, cũng là khí hóa xanh của tím ẩm. Vậy bây giờ điều chúng ta quan tâm là khi chúng ta nhìn vào những cái công thức dạng như là CH7OH hoặc là C3H7OH thì làm sao chúng ta có thể biết được nó là metin ammoni acetate hay là metin ammoni acetate? Thì chúng ta sẽ có cái dấu hiệu đầu tiên như sau. Đầu tiên chúng ta công thức là CX HI này, O2 1N 1N. Thì cái dấu hiệu đầu tiên của chúng ta đó là O2 1N. Tuy nhiên nếu chỉ có dấu hiệu là O2 1N ấy, thì nó cũng sẽ trùng với các cái dạng hợp chất hữu cơ khác, ví dụ như là amino acid cũng có là O2 1N. Dấu hiệu thứ hai của nó đó là khi tác dụng với 3 giờ mạnh, ví dụ như là NaOH, thì một cái dấu hiệu đó là sinh ra khí này, khí mà cái khí này sẽ hóa xanh quỷ tím ẩm. Hóa xanh quỷ tím ẩm. Đấy, một cái dấu hiệu là hóa xanh quỷ tím ẩm. Ví dụ như trong trường hợp này là NH3 là khí hóa xanh quỷ tím ẩm, metinamin là khí hóa xanh quỷ tím ẩm các em nhé. Muối. Muối sinh ra là muối hữu cơ. Đấy, muối của axit hữu cơ. Muối của axit hữu cơ. Đây chúng ta muối có muối natri acetate là muối của axit hữu cơ. Trong trường hợp nếu amin của chúng ta là amino thì cái hệ số K, K là bằng 2 lần số carbon cộng 2 này cộng số nitơ và trừ đi H chia cho 2 thì nó sẽ bằng 0 đấy. Đấy. Amin của chúng ta phải no và axit của chúng ta là no đơn hở. Thì hệ số K chúng ta sẽ tính bằng 0. Với trường hợp nâng cao hơn thì hệ số K mình có thể tăng lên 1 hoặc là tăng lên 2. Đấy, thì đấy là dấu hiệu. Thì khi nhìn vào cái dấu hiệu như thế này, những cái dấu hiệu của một cái bài như thế này. Em nhé. Những dấu hiệu của toàn bộ cái dấu hiệu của mày như thế này. Đấy. Thì ta có thể kết luận được ngay. Đây là muối. Đây là muối này. Gọi là muối amoni. Được tạo của ai? Thì đầu tiên là muối amoni này là của ammoniac với axit hữu cơ, hoặc là muối amoni này là của amin với axit hữu cơ. Đấy, chúng ta sẽ có là muối này của ammoniac này hoặc là amin. Đấy, với axit hữu cơ. Rồi, thầy nhắc lại nhé. Dấu hiệu đầu tiên là O2 1N. Khi tác dụng 3 giờ NaOH để thoát ra khí hóa xanh quỷ tím ẩm, muối là muối hữu cơ. Trong trường hợp nếu amin của em là no đơn trước hở, axit của em là no đơn trước hở thì trị số K tính ra nó phải bằng 0 em nhé. Chúng ta sẽ kết luận là đây là muối amoni của ammoniac hoặc amin với các axit hữu cơ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với dạng 2 các em nhé. Thì bắt đầu dạng 2 thì thầy cũng sẽ cho ví dụ này. Để em ví dụ như sau. Ví dụ. Thế bây giờ thầy sẽ cho một cái amin. Ví dụ như là đơn giản nhất là metinamin này. Rồi. Cho tác dụng với axit nitric là HNO3 nhá, HNO3. Rồi. Axit
sẽ cho đi H cộng, axit sẽ cho đi H cộng cho amin. Và chúng ta sẽ thu được một cái sản phẩm như sau là CH3 này. NH3 sẽ mang dấu cộng và gốc NO3 trừ sẽ ghép vào. Thì chúng ta sẽ đọc tên là methyl ammoni nitrat. Methyl ammoni nitrat. Tuy nhiên vấn đề sẽ trở nên rắc rối nếu như người ra đề gộp hết thành cùng một công thức phân tử, chúng ta sẽ có là C2C này, H6, O3 và N2. Như vậy là người khi chúng ta đọc vào, chúng ta rất là khó xác định được cái công thức là methyl ammoni acid nitrat em nhé. Một ví dụ nữa, ví dụ như khi chúng ta lấy một cái amin lớn hơn đi, ví dụ như là dimethylamine, chúng ta có dimethylamine này. Đây, cũng cho tác dụng với acid nitric là HNO3. Rồi, thì về nguyên tắc là H cộng từ acid nitric cũng sẽ cho qua nitơ của amin. Chúng ta sẽ thu được một cái chất mới như sau, đó là CH3 này. Nitơ được nhận thêm một H nữa, NH2, nhưng sẽ mang một dấu cộng. Đây là gốc CH3. Và gốc nitrat mang một dấu trừ, được ghép vào. Đấy, thì chúng ta đọc cái này là đi methyl ammoni ammoni nitrat. Rồi, dimethyl ammoni nitrat các em nhé. Và vấn đề này nó sẽ trở nên rắc rối nếu như người ra đề người ta gộp thành một công thức như sau, đó là C2 này, H8 O3 1N. Do đó chúng ta sẽ nhìn vào rất là khó xác định. Nó sẽ có công thức cấu tạo là dimethyl ammoni acetat các em nhé. Rồi, điều thứ hai thầy muốn nói là khi chúng ta lấy cái muối amoni này cho tác dụng ngược lại với NaOH thì chúng ta sẽ thu được điều như thế nào. Ở đây, nếu chúng ta lấy muối methyl ammoni nitrat, đây, chúng ta cho cộng với NaOH thì điều gì sẽ xảy ra? Thì chúng ta sẽ hiểu rằng là natri mang dấu cộng sẽ ghép với gốc NO3, có nghĩa là chúng ta thu được muối là natri nitrat này. Chúng ta cộng với, lẽ ra là chúng ta phải thu được chất là CH3NH3OH. Chúng ta sẽ thu được cái chất là CH3 này, NH3OH. Tuy nhiên khi OH gắn vào nitơ mang điện tích dương thì hợp chất hữu cơ này sẽ không bền em nhé. Nó sẽ tách ra một nước. Và chúng ta sẽ thu được này, tách ra một nước đúng không? OH tách ra một hydro thì còn lại CH3NH2 và cộng với một nước. Rồi, tiếp tục, chúng ta sẽ cho cái muối là dimethyl ammoni nitrat này cho tác dụng với 3 giờ các em nhé. Thầy sẽ viết gọn là CH3 này hai lần, tại vì chúng ta có hai gốc CH3 nhé. Thế là NH2 mang dấu cộng ghép với gốc NO3 trừ. Rồi, em sẽ cho tác dụng với 3 giờ là NaOH. Chúng ta sẽ thu được cái gì? Chúng ta sẽ thu được natri nitrat, cũng thu được natri nitrat. Rồi, cộng với, chúng ta sẽ thu được một cái hợp chất hữu cơ là CH3 này hai lần NH2 được gắn OH. Đấy, được gắn OH em nhé. Dương thì sẽ gắn với âm là OH trừ. Tuy nhiên hợp chất hữu cơ này sẽ không bền và tách ra một nước, thì chúng ta sẽ thu được là CH3 này hai lần NH cũng là một khí là dimethylamine hóa xanh bị tiếp nhận và tách ra một phân tử nước em nhé. Rồi, vậy bây giờ điều chúng ta muốn nhìn là như sau. Khi đề bài cho hợp chất hữu cơ có cái dạng là CX, HI này, O3 và N2 thì cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta nhìn đó là O3N2. Dấu hiệu thứ hai là khi tác dụng với một cái bazơ mạnh như là NaOH thì sẽ sinh ra khí này, hóa xanh quỷ tím ẩm. Đây, một minh chứng của chúng ta là sinh ra khí methylamine hoặc là dimethylamine là những chất khí hóa xanh quỷ tím ẩm em nhé.
Dấu hiệu thứ hai là muối sinh ra. Thì muối sinh ra đây là đầy hay cho cái từ là muối vô cơ. Muối vô cơ. Ở trong trường hợp này muối vô cơ của chúng ta là natri nitrat. Đấy, muối natri nitrat. Một dấu hiệu nữa. Nếu như amin của chúng ta là no đơn trước hở thì cái giá trị K chúng ta tính như như bên cái dạng 1 là K này sẽ bằng 0. Ứng với trường hợp này amin của chúng ta là phải no này. Đơn và hở nhé các em nhé. Amin no đơn hở thì cái giá trị K này chúng ta thực tính nó bằng 0. Rồi. Vậy khi nhìn vào cái dấu hiệu như thế này, khi nhìn vào những cái dấu hiệu như vậy, chúng ta sẽ kết luận. Chúng ta sẽ kết luận ngay được này. Đấy. Là đây là muối amoni của amin. Đấy, của amin nhé. Với axit nitric. Giờ xin chào các em. Bây giờ chúng ta sẽ vào dạng 3 của muối amoni ha, trong bốn dạng muối amoni cơ bản các em nhé. Thì tương tự chúng ta sẽ bắt đầu cùng sẽ xét ví dụ này. Chúng ta cho ví dụ như sau. Rồi, ở đây thầy cho là cùng cho là metinamin đi. Metinamin. Rồi, cho tác dụng với axit carbonic là H2 này, CO3. Thì ở đây chúng ta sẽ cho 1H cộng. Axit carbonic sẽ cho đi 1H cộng. Sẽ cho đi 1H cộng. Vậy thì sẽ biến thành cái gốc là CH3 này. NH3 mang một dấu cộng. Mang một dấu cộng. Em nhé. Và H2CO3 sau khi mất đi 1H cộng thì nó sẽ còn lại được gốc HCO3 này. Mang một dấu trừ em nhé. Chúng ta sẽ đọc tên này. Metin amoni. Đấy, metin amoni và gốc này gọi là hydrocarbonate. Hydrocarbonate. Rồi. Thì vấn đề sẽ không có gì nếu như đề bài cho công thức cấu tạo dạng như thế này. Tuy nhiên, khi ra đề thì người ra đề sẽ cho một công thức như thế này. Nó sẽ gom thành một công thức là C2 này. C2 H7 này. O3 1N. Đó, như vậy là khi cho công thức là CH7O3 1N thì chúng ta phải vô cùng khó khăn khi xác định được cái công thức cấu tạo của nó là methyl ammoni hydrocarbonate. Để xem xét rõ hơn thì chúng ta sẽ cho cái muối ammoni này cho tác dụng ngược lại 3 giờ. Ví dụ như chúng ta sẽ cho này. Mang dấu cộng. HCO3 mang một dấu trừ. Với muối này, ta sẽ tác dụng với 3 giờ mạnh là NaOH. Rồi. Thì chúng ta sẽ cho ghép như sau. Natri mang dấu cộng sẽ ghép với gốc HCO3 trừ, chúng ta sẽ được là natri này, hydrocarbonate. Và cộng với OH trừ được ghép vào nitơ mang dấu cộng. Không bền, tách một nước, thì chúng ta sẽ thu được là CH3 này. NH2 cộng với nước nhưng mà là khí hóa xanh quỷ tím ẩm ha. Đây là metin, metinamin là khí hóa xanh quỷ tím ẩm. Ở đây có một lưu ý, đó là một lưu ý. Nếu như trong quá trình phản ứng mà natri hydroxit còn dư thì muối natri hydrocarbonate này sẽ tác dụng tiếp với natri hydroxit. Đây, chúng ta sẽ ra tác dụng tiếp nhé. Và từ một muối axit sẽ biến thành muối trung hòa. Đó là natri carbonate này. Và cộng thêm một nước tùy thuộc số mol NaOH để cho. Vậy thì cái điểm mà chúng ta muốn nhìn nhận là khi nhìn vào công thức thì làm sao chúng ta có thể dự đoán được nó là muối hydrocarbonate. Chúng ta sẽ nhìn các dấu hiệu như sau. Đầu tiên công thức đề bài cho sẽ là CXHI này. O3 và 1N. Đấy, thì dấu hiệu đầu tiên chúng ta nhìn thấy là O3 và 1N. Khi cho tác dụng một 3 giờ mạnh ví dụ như NaOH thì em thấy là chúng ta nó sẽ thoát khí hóa xanh quỷ tím, khí hóa xanh quỷ tím. Quỷ tím. Rồi. Và muối sinh ra là muối vô cơ.
nhé, muối vô cơ. Đây chúng ta có các muối vô cơ, ví dụ như là natri hydrocarbonate hoặc là natri carbonate ha. Trong trường hợp nếu amin của chúng ta là no, nếu amin của chúng ta là no đơn trước hở thì K của chúng ta sẽ bằng 0. Rồi, khi nhìn thấy các dấu hiệu như vậy, khi nhìn thấy các dấu hiệu như vậy thì chúng ta sẽ kết luận này. Kết luận. Rồi, đây là kết luận. Đây là muối. Muối hydrocarbonate. À, có nghĩa là muối mà chứa gốc HCO3 trừ đấy. À, của amin. Đấy là dạng 3 các em nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với dạng 4 các em nhé. Bắt đầu với dạng 4. Tương tự chúng ta sẽ xét một cái ví dụ như này các em. Ví dụ nhé. Là xét ví dụ. Bây giờ thầy cùng xét là metinamin cho tác dụng với axit carbonic. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nâng cấp cái dạng 2 lên một chút bằng cách là chúng ta sẽ cho axit carbonic này cho đi cả 2H cộng, cho cả 2H cộng trong axit carbonic. À, nhưng mà ta biết rằng là một nitơ chỉ được phép nhận 1H cộng. Như vậy thì muốn nhận 2H cộng thì chúng ta phải có 2 nitơ, có nghĩa là chúng ta phải có 2 phân tử metinamin. Thì từ đó chúng ta sẽ có được công thức như sau. Đó là chúng ta sẽ có CH3 này, nhận 1H cộng biến thành NH3 mang dấu cộng. Tuy nhiên thì chúng ta có hai gốc như vậy, ta phải đóng một đơn hai lần và liên kết với gốc carbonate mang hai dấu trừ. Và ta đọc cái này chính là metin amoni carbonate. Metin amoni carbonate. Rồi. Như vậy vấn đề sẽ là không là lớn lắm nếu như đề bài cho công thức cấu tạo dạng như thế này. Nhưng tuy nhiên thì khi trong đề thì người ta đề người ta là hay ra công thức là C3 này. H12 O3N2. Và khi chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta sẽ không phán đoán được nó là metin amoni carbonate. Đó. Để hiểu hơn về vấn đề thì chúng ta sẽ cho cái muối amoni này cho tác dụng ngược lại với 3 giờ. Chúng ta sẽ cho đi metin amoni. Xin lỗi, chúng ta sẽ cho metin amoni carbonate cho metin amoni carbonate tác dụng ngược lại với 3 giờ là NaOH. Thì đây là ta thấy là có một gốc dương nhưng mà hai lần là hai gốc dương thì chúng ta phải cần tới 2 NaOH, nghĩa là 2 OH trừ để ghép vào nhé. Chúng ta sẽ thu được muối này là natri carbonate. Rồi. Chúng ta sẽ cho gốc CH3 NH3 mang dấu cộng được ghép với OH trừ. Thì lại ra chúng ta phải thu được cái chất là CH3 này. NH3 OH. Tuy nhiên cái chất này là không bền ha, không bền. Sẽ được tách ra một nước và chúng ta sẽ thu được là metinamin này. Khí hóa xanh quỷ tím ẩm. Rồi, cộng với nước. Và chúng ta sẽ cân bằng là hai lần và hai lần. À, như vậy là khi cho muối tác dụng với 3 giờ mạnh là natri hydroxit thì chúng ta sẽ thu được khí hóa xanh quỷ tím ẩm. Vậy thì vấn đề chúng ta cần nhìn nhận là làm sao mà chúng ta có thể biết được đây là muối carbonate. À, thì chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu như sau. CXHI đầu tiên là O3 này, N2. Thì dấu hiệu đầu tiên của chúng ta là O3 N2. Tác dụng với natri hydroxit. À, cái dấu hiệu rất đặc trưng đó là cũng sinh ra khí hóa xanh quỷ tím ẩm, khí hóa xanh. Quỷ tím. Rồi. Và muối sinh ra của chúng ta là muối vô cơ. Muối vô cơ trong trường hợp này là muối natri carbonate. Nếu chúng ta để ý thì nếu mà nhìn vào dấu hiệu là O3N2 thì nó sẽ trùng với cái dạng 2 của chúng ta đấy. Do đó là khi chúng ta ở đây chúng ta tính biểu thức K thì nó sẽ khác biệt cái dạng 2, đó là K của chúng ta sẽ là -1 chứ không còn là K bằng 0 như dạng 2 nữa. Thì khi nhìn chúng ta nhìn vào những cái dấu hiệu như thế này, nhìn vào những dấu hiệu như thế này. Đó, thì chúng ta có thể đi đến một cái kết luận đó là đây là muối. Muối carbonate. Muối carbonate. Có nghĩa trong gốc muối chứa gốc là CO3 2 trừ đấy. Của amin. Tất nhiên với trường hợp K bằng 1 thì cũng sẽ ứng với cả amin của chúng ta là amin no đơn trước hở. Thì chúng ta mới có K bằng -1 các em nhé.
Rồi như vậy chúng ta đã đi xong cái bốn dạng cơ bản trong muối amoni. Chúng ta sẽ thực hành lại bốn dạng cơ bản này, sau đó chúng ta sẽ kết hợp. Khi chúng ta kết hợp dạng muối amoni dạng 1, ví dụ như là kết hợp dạng 1 với dạng 4, rồi dạng 2 với dạng 3, hoặc là dạng 2 với dạng 4, hoặc là 1 với 3, thì nó sẽ trở nên một cái bài muối amoni rất là khó và phức tạp. Tuy nhiên muốn giải quyết được thì chúng ta phải nắm được bốn dạng muối amoni cơ bản này các em nhé. Chúc các em thành công với các dạng toán muối amoni.